cập nhật mới, Roblox cập nhật mới, khuyến mãi tưng bừng, rất nhiều tài khoản VIP giá rẻ, vòng quay may mắn, giải thưởng cao. Link tại mô tả nha anh em. Sẽ ra sao nếu thượng huyền nhị Duma xuất hiện ở trận chiến làng thợ rèn? Duma, cái tên không hề xa lạ với anh em fan hâm mộ Kimetsu no Yaiba, là thượng huyền nhị trong tập đoàn đa cấp một thành viên Mu Thị Gian. Duma sở hữu một sức mạnh rất đáng gờm, thậm chí có thể nói hắn là một con quỷ thiên tài khi thăng tiến cấp bậc không phanh, mặc cho Duma hóa quỷ sau cả anh ba Akaza. Nhưng dù mạnh là thế, Duma vẫn là con quỷ bị tẩy chay thấy rõ trong tổ chức. Tất cả xuất phát từ thái độ cợt nhả, cà khịa và thường xuyên làm trò con bò của hắn. Từ cụ nhất của Kushibo, anh ba Akaza hay cả chủ tịch quản trị Muzan cũng chẳng ưa gì tên này. Nhưng do hắn quá mạnh nên chúa quỷ mới phải giữ lại. Ngay ở tập đầu tiên của phần anime Làng Thợ Rèn, Duma xuất hiện trong cuộc triệu tập của Muzan. Hắn liên tục khi anh ba khiến Akaza không giấu được nỗi bức xúc đến mức múc luôn cấp trên. Đúng là cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút không vui chút nào anh em ạ. Tạm bỏ qua cái vụ khịa của Duma, cũng trong cuộc họp, Gyoko tiết lộ việc hắn điều tra được nơi cung cấp vũ khí cho sát quỷ đội. Theo đó, chúa quỷ ngay lập tức cắt cử thượng tứ và thượng ngũ tấn công làng thợ rèn. Từ đây, Duma dù chả biết cái mẹ gì vẫn đòi bú theo. Tuy nhiên đến sau cùng, Duma lại nhận một trái bơ thẳng mặt của Gyoko và cả Nakime, buộc hắn phải về lại giáo phái. Vậy anh em có từng nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu Duma tham gia trận đánh ở làng thợ rèn không? Chắc chắn nếu có sự góp mặt của thượng nhị, mọi thứ sẽ trở nên khó lường hơn rất nhiều đấy. Và để tìm hiểu rõ hơn về giả thuyết trên, anh em hãy đến ngay với video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi nào! Hoàn cảnh để Duma tham gia trận chiến làng thợ rèn. Như anh em đã biết, một trong những mục tiêu của Muzan là tiêu diệt hoàn toàn sát quỷ đoàn, tổ chức đã truy đuổi hắn gần cả ngàn năm. Do đó, khi nghe Gyoko báo cáo về việc phát hiện được làng thợ rèn, hắn ngay lập tức cắt cử thượng huyền đến tấn công. Đây là nước đi nếu thành công sẽ khiến sát quỷ đoàn suy yếu, bởi lẽ không có kiếm thì sát quỷ nhân lấy gì tiêu diệt quỷ? Võ mồm hay sức mạnh đạo lý chăng? Chắc chắn là không thể dùng được với bọn này. Theo đó, Gyoko và Hantengu là hai thượng huyền được cử đến làng thợ rèn. Nhìn chung, đây là lực lượng không phải yếu. Nhưng nếu Muzan tính toán kỹ lưỡng hơn một chút, hắn hoàn toàn có thể cử thêm người. Điển hình là Duma, kẻ đang rất háo hức được cử đi làm nhiệm vụ. Tất nhiên mình hiểu rằng Muzan cũng chẳng ưa gì con hàng thượng nhị. Nhưng nếu hắn bỏ qua sự ích kỷ cá nhân, nhìn nhận đúng tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, việc cử thêm Duma đi hoàn toàn hợp lý. Với sức mạnh của thượng nhị, nhiệm vụ này có khả năng thành công cao hơn rất nhiều. Và để Duma có thể tham gia trận đánh làng thợ rèn đúng như giả thuyết đưa ra, mình sẽ để Muzan thông minh hơn một chút, tức là hắn sẽ cử thêm cả Duma tham gia vào nhiệm vụ. Duma sẽ đối đầu với ai? Những kèo đấu khác sẽ diễn ra như thế nào? Câu hỏi tiếp theo đặt ra với giả thuyết này là liệu Muzan sẽ đối đầu với ai? Theo cá nhân mình, với tính cách không nghiêm túc cộng thêm thói phàm ăn, đặc biệt là phụ nữ, tên này sẽ không cố gắng chiến đấu với mấy thằng được dựa. Thay vào đó, hắn sẽ lòng vòng hóng gió và chọn đối đầu với luyến trụ. Tức là trước khi Mitsuri kịp đến chi viện cho nhóm Tanjiro, Genya đối đầu với Hantengu, Duma đã chặn đầu cô nàng lại để chém gió. Xét về sức mạnh, Duma hoàn toàn trên cơ Mitsuri. Do đó, việc hắn áp đảo hay khiến Mitsuri thở không ra hơi là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, với tính cách của mình, khả năng cao Duma sẽ không kết liễu luyến trụ quá nhanh. Thay vào đó, hắn sẽ dành thời gian để nói chuyện trên trời dưới đất. Và đây chính là mấu chốt giúp Mitsuri có thể sống sót ở trận chiến này. Cá nhân luyến trụ để có thể câu kéo thời gian đôi chút, cô cũng sẽ thức tỉnh được ấn diệt quỷ của mình. Tương tự khi đối đầu với bản thể Zou Hakuten của Hantengu trong bản gốc. Anh em cũng biết là những thượng huyền quỷ dù cùng chung một tổ chức nhưng bọn chúng hoàn toàn không có khái niệm hợp tác trong nhiệm vụ. Do đó, viễn cảnh ba thượng huyền quỷ tấn công làng thợ rèn lúc này sẽ theo kiểu ai thích làm gì thì làm, giống như cái cách mà Gyoko và Hantengu thể hiện trong manga gốc. Từ đây, kèo đấu sẽ là Duma đối đầu Mitsuri, nhóm Tanjiro, Genya đối đầu Hantengu và Hà Trụ Muchiro đối đầu Gyoko. Về phần Hà Trụ, cậu sẽ đánh bại được Gyoko. Điều này có hay không có, Duma cũng sẽ như vậy, bởi Duma không rảnh mà tới giúp đỡ những người đồng nghiệp. Tương tự, Hantengu cũng thế. Tiếp theo, kèo đấu giữa nhóm Tanjiro, Genya và Hantengu mới thực sự phát sinh vấn đề. Theo bản gốc, nhờ có Mitsuri tới hỗ trợ cầm chân bản thể Zou Hakuten, Tanjiro mới có khoảng trống truy đuổi chém đầu Hantengu. Do đó, nếu luyến trụ không đến, trận chiến của nhóm Tanjiro sẽ trở nên vất vả hơn rất nhiều. Và cuối cùng, như mình đã nói về kèo đấu giữa Duma và luyến trụ, thượng nhị sẽ hoàn toàn áp đảo và tính mạng Mitsuri như đèn treo trước gió, chó trước Exciter. Tóm lại, nếu muốn Mitsuri và cả nhóm Tanjiro được an toàn, cần có những giải pháp hợp lý. Và nó sẽ được mình đề cập ở phần tiếp theo. Sẽ có thêm trụ cột xuất hiện ở trận chiến làng thợ rèn.
Với sự góp mặt của Duma, mức độ nghiêm trọng của trận chiến làng thợ rèn đã tăng đến mức báo động. Theo đó, để giảm thiểu tối đa thương vong, chắc chắn cần những giải pháp hợp lý và việc có thêm các trụ cột xuất hiện để tiếp viện cho trận chiến là điều cần thiết. Bằng một cách nào đó, thông tin làng thợ rèn bị tấn công phải đến được thủ lĩnh sát quỷ đoàn một cách sớm nhất. Như thế thì các trụ cột khác mới xuất hiện để hỗ trợ. Còn nếu không, viễn cảnh nhiều thành viên của sát quỷ đoàn, trong đó có hai trụ cột đắp chiếu là điều dễ hiểu với sức mạnh của Duma. Do đó, mình nghĩ rằng trận chiến làng thợ rèn sẽ trở nên quy mô hơn với các trụ cột khác xuất hiện hỗ trợ. Vậy đâu sẽ là những trụ cột phù hợp xuất hiện ở trận đánh này? Cá nhân mình thì cho rằng có 3 trụ cột phù hợp nhất. Đầu tiên là trùng trụ Shinobu. Với việc nghe tin Duma tấn công, chắc chắn dù không được cắt cử đi hỗ trợ, Shinobu cũng sẽ tìm cách tham chiến nhanh chóng nhất. Bởi anh em cũng biết, giữa Shinobu và Duma có một mối thù sâu đậm khi mà thượng nhị chính là kẻ đã giết hại chị gái Shinobu là cựu hoa trụ Kanae. Trùng trụ luôn sống với nỗi thù hận đó. Tanjiro từng nhận ra rằng, mặc cho Shinobu luôn cười nhưng cô lúc nào cũng giận dữ và Duma là một trong những nguyên nhân lớn nhất cho cơn giận của Shinobu. Trụ cột tiếp theo khả năng cao xuất hiện sẽ là xà trụ Iguro. Với việc nghe tin crush của mình đang đối đầu với thượng huyền nhị, Iguro cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Không có chuyện anh ngồi nhà bỏ mặc Mitsuri chiến đấu. Và trụ cột cuối cùng sẽ là thủy trụ, một bổ sung phù hợp để hỗ trợ trận chiến. Theo đó, với sự xuất hiện của bộ 3 trụ cột, trùng trụ, xà trụ và thủy trụ, may ra trận chiến bây giờ mới cân kèo phần nào. Chi tiết hơn, mình nghĩ Shinobu và Iguro sẽ đến kịp đối đầu với Duma, giúp luyến trụ Mitsuri thoát chết thần kỳ. Giyu sẽ xuất hiện ở kèo đấu giữa nhóm Tanjiro và Hantengu. Anh sẽ đóng vai trò cầm chân bản thể Zou Hakuten thay thế vai trò của Mitsuri như ở bản gốc. Nhờ đó, Tanjiro sẽ chém đầu được thượng tứ. Nói thêm một chút về diễn biến trận đánh của Duma. Theo đó, giờ đây, Duma phải đối đầu với cùng lúc 3 trụ cột, thậm chí có thể là 4 kiếm sĩ nếu Kanao đi theo hỗ trợ chị gái. Từ đây, hắn sẽ chiến đấu nghiêm túc hơn, bởi anh em biết đấy, 4 đánh 1 không chột cũng què. Cá nhân Shinobu có thể là trụ cột chiến đấu hăng máu nhất bởi sự hận thù sẽ thúc đẩy thêm sức mạnh cho cô. Còn Iguro, Mitsuri và Kanao sẽ đóng vai trò hỗ trợ đắc lực. Từ đây khả năng cao Shinobu sẽ thức tỉnh được ấn diệt quỷ của mình. Như anh em cũng biết thì Shinobu là một trong 3 trụ cột hiếm hoi chưa kịp thức tỉnh ấn diệt quỷ trong bản truyện chính. Và đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để cô có được sức mạnh đó. Anh em nghĩ ấn diệt quỷ của Shinobu sẽ có hình dạng như thế nào? Mình nghĩ thì nó sẽ có hình con bướm và xuất hiện trên cổ của cô. Cái kết nào cho Duma và những nhân vật khác? Theo như giả thuyết, những kèo đấu mà mình đã nêu thì mình nghĩ cái kết không khác biệt quá lớn so với bản gốc. Thượng ngũ Gyoko sẽ bị hà trụ Muichiro tiễn đi bán muối, Hantengu đắp chiếu bởi Tanjiro. Tuy nhiên, Duma sẽ không làm sao, hắn sẽ rút lui một cách an toàn. Đơn giản, đây giống như chuyến du lịch của Duma vậy. Hắn tấn công làng thợ rèn như một cách để giải trí. Cơ bản thì dù 4 đánh 1 nhưng nhóm của Shinobu cũng khó lòng hạ được Duma. Đến cuối cùng, họ hài lòng với việc kịp thời hỗ trợ giữ lại mạng cho luyến trụ. Có thể nhiều bạn cho rằng tại sao Duma không bị đánh bại, nếu có đánh đổi mạng của Shinobu hoặc luyến trụ mà hạ được tên này thì coi như cũng lời. Nhưng mình không nghĩ như vậy, cơ bản Duma nếu nghiêm túc sẽ rất mạnh. Việc hắn thất bại ở trận chiến cuối cùng chẳng qua là do Shinobu có một kế hoạch kỹ càng và Duma không lường trước được kế hoạch đó mà thôi. Chứ nếu xét đến mốc thời gian trận chiến làng thợ rèn cũng chưa chắc Shinobu đã trung hòa được đủ chất độc vào cơ thể để thực hiện kế hoạch cả đời với Duma. Do đó cái kết như mình nêu có thể sẽ hợp lý hơn với giả thuyết đưa ra. Việc thức tỉnh được ấn diệt quỷ sẽ giúp cho trận chiến cuối cùng ở pháo đài vô cực có thể sẽ hấp dẫn hơn. Phản ứng của Muzan. Cuối cùng, điều mình muốn đề cập sẽ là phản ứng của Muzan sau khi chứng kiến cuộc tấn công đó. Chúa quỷ có lẽ sẽ rất ngứa mắt về màn thể hiện của Duma, nhưng bù lại với việc biết được thông tin về con quỷ có thể kháng được ánh mặt trời là Nezuko, Muzan sẽ phần nào nguôi giận. Hắn sẽ không chơi ngu mà vặt đầu loại bỏ Duma, bởi dù gì sức mạnh của thượng nhị vẫn cần thiết cho cuộc tấn công cuối cùng vào sát quỷ đoàn. Về phía Duma, với quả miệng lươn lẹo của mình, hắn sẽ dư sức mà phân bua về trận chiến đó. Muzan lúc này kiểu, thôi ông im mẹ mồm đi. Nếu như Akaza mà không giết được trụ cột nào, anh Muvanzan mới chửi, chứ Duma thì có khi mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Ok, trên đây là những suy nghĩ chủ quan của mình về giả thuyết sẽ như thế nào nếu Duma xuất hiện ở trận chiến làng thợ rèn. Hy vọng anh em sẽ thích. Nếu có đóng góp thêm cho giả thuyết, anh em hãy comment ngay ở phía bên dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé. Nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như thường lệ sẽ là chuyên mục góc comment, bình luận của bạn quỷ nhện chị. Thế tôi trở thành kiếm sĩ thì sao? Quả kèo này nghe có vẻ bất ổn nhở. Nếu như nhện chị chán cảnh làm quỷ, muốn trở thành kiếm sĩ thì trước hết hãy like và đăng ký kênh cho bựa trụ. Có gì bựa trụ huấn luyện cho một khóa, sau đó tha hồ mà ra xã hội làm ăn bươn trải. Tầm như nhện chị thì có khi tốt nghiệp xong khóa của mình có luôn hơi thở Spider-Man đấy. Đảm bảo chất lượng, đu dây điện như đúng rồi luôn. Bình luận của bạn Đặng Hưng. Anh làm giả thuyết hôm đó cả nhà Tanjiro ở nhà hết đi ạ.
Thế thì đi cả lũ luôn chứ đỡ làm sao được Muzan em ơi. Thực tế chỉ có Tanjiro xuống núi bán than nên mới thoát được nạn. Chứ pha đấy mà ở nhà hết thì không có chuyện đọc anime xem đâu nhá. Đi cả nhà. Bình luận cuối cùng của bạn XVI Minkute. Không biết Genia đang đi trên đường xong gặp thượng huyền quỷ, nó kêu uống máu để hóa quỷ không? Chắc quên một cục. Hợp lý hợp lý. Uống xong bật lại đấm thượng huyền như con thì lại ảo hơn nữa. Đùa thôi, chứ sức mạnh ăn thịt quỷ của Genia cũng có mức độ thôi anh em ạ. Chôn thượng huyền quỷ thì được, chứ đấm nó đấm lại cho Genia ngửi đất luôn đấy chứ.